Gói kích thích kinh tế của Trung Quốc có thể gây ra những tác động lớn đến thị trường toàn cầu. Và đây là một số điểm chính liên quan đến sự kiện này. Mục tiêu của gói kích thích: tái phục hồi kinh tế. Sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Gói kích thích nhằm thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư và sản xuất để phục hồi tốc độ tăng trưởng. Ổn định thị trường. Trung Quốc có thể mong muốn ổn định thị trường tài chính và giảm thiểu rủi ro từ các yếu tố bên ngoài như lạm phát toàn cầu và bất ổn địa chính trị. Tác động đến thị trường toàn cầu. Thúc đẩy giá hàng hóa. Việc kích thích tiêu dùng và đầu tư ở Trung Quốc có thể làm tăng nhu cầu về hàng hóa và nguyên liệu thô, từ đó đẩy giá hàng hóa trên toàn cầu lên cao. Ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Một gói kích thích lớn có thể dẫn đến sự gia tăng sản xuất và xuất khẩu từ Trung Quốc, làm thay đổi động lực chuỗi cung ứng toàn cầu. Tác động đến các nền kinh tế phụ thuộc vào Trung Quốc. Các quốc gia và khu vực có quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc như ASEAN sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi của nền kinh tế này. Ngược lại, các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu sang Trung Quốc có thể gặp khó khăn nếu tăng trưởng không ổn định. Rủi ro và thách thức. Lạm phát. Sự gia tăng nhu cầu từ Trung Quốc có thể góp phần vào lạm phát toàn cầu, gây khó khăn cho các ngân hàng trung ương trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Bất ổn tài chính. Nếu gói kích thích không được quản lý tốt, có thể dẫn đến rủi ro tài chính trong nước, gây ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Mối quan hệ quốc tế.